Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Bây giờ chúng ta cùng dây một nhà tên là Luciano nha các bạn. Chúng ta cùng xem trong nhà này có gì tốt nha các bạn. Rồi, căn phòng 3x3 huyền thoại các bạn ạ. Trời đất ơi, trong xe tải không có gì. Rồi, thảo quả sifo ở cửa nào các bạn. Boom. Rồi, 4 chiếc hòm các bạn ạ. Ôi trời đất ơi. Súng các bạn ơi, nice. Cùng xử lý làn sóng zombie đầu tiên nào. Ít nhất thì cũng có súng các bạn ạ. Không đến lỗi tệ. Not bad. Hai con photo voter này, hội đồng tôi đập chết luôn. Đúng là cái đồ đáng ghét, khó ưa. Này thì súng ơi, lại đây nào. Vào túi tôi. Rồi tiếp tục chặt hòm nha các bạn. Một tấm thép nhôm nữa cũng được. Bảng mạch mà nó trộm của tôi các bạn ạ. Vì đây là dây phục thù. Rồi chiếc hòm cuối cùng. Gỗ các bạn ạ. Rồi cùng xử lý làn sóng zombie thứ hai nha các bạn. Đập con photo bolter này với cái ống sắt nào. Chết này. Rồi tôi nghĩ là chúng ta đã dây xong nhà này rồi các bạn ạ. Đến đây thôi, chỉ có thế này thôi. Làm gì còn cái gì nữa đâu. Còn cái nịt. Được rồi, chúng ta sẽ soát lại xem lấy được cái gì về nha các bạn. Được rồi. 1, 2, 3. Trống không này. Tôi không cần cái gì cả các bạn ạ. Mặc dù để ló thì lò xo này cũng là khó kiếm nha các bạn. Các bạn phải nhặt các lơi từng cái một rất là vất vả. Nhưng mà trong dây là có một bịch như thế này, rất là xịn nha các bạn. Lò xo để mót súng các bạn ạ. Trong đây không có gì. Đấy, cái lò xo này cũng được chất lượng đây, cũng chất lượng đây các bạn ạ. Nhưng mà tôi không cần nữa, nên tôi sẽ không mang về. Vậy đây là đồ chúng ta lấy được từ dây này. Nhà này không được có con vê chuẩn. Quá nghèo, quá đáng kinh tởm, quá đáng ghét. Bực hết cả mình. À! Gừ! Khó chịu thật đấy. Không thể nào mà chấp nhận được. Ôi tôi buồn quá các bạn ạ. Như thế này thì chết. Dây như thế này thì chết. Nhà như thế này thì chết. Không vui tí nào các bạn ạ. Quá là tệ luôn. Bác. Terrible. Không thể nào mà chấp nhận được các bạn ạ. Ơi tôi buồn quá các bạn ạ. Nếu mà chấm điểm nhà này ấy, thì được 3 trên 10 điểm. Quá là tệ luôn các bạn ạ. Ơi cuộc đời thật là khổ các bạn ạ. Ơi chán nó quá luôn ấy. Không thể nào mà chấp nhận được. Vừa buồn vừa tức. Vậy thôi tổng kết lại nhé. Tệ. Hẹn gặp lại. Bye bye.